Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới bộ sách cánh diều tập 1. Bài 46, luyện tập chung trang 102, 103, tiết 1. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1. Quan sát thương của phép chia đầu tiên rồi tìm kết quả của mỗi phép tính trong từng cột. A. 56 chia 2 bằng 28. Thương của phép chia này là 28. Phép chia thứ hai, 560 chia 20 bằng bao nhiêu? Chúng ta điền vào ô trống. Ta thấy hai số này đều có tận cùng là chữ số 0. Ta bỏ hai chữ số 0 tận cùng của số bị chia và số chia được 56 chia 2. 56 chia 2 bằng 28. Chúng ta điền 28 vào ô trống. Tiếp tục 5600 chia 20. Số bị chia và số chia đều có tận cùng là chữ số 0, vậy số chia có tận cùng là một chữ số 0 thì ta cũng bỏ tận cùng của số bị chia một chữ số 0 đi. Được 560. 560 chia cho 2 phải không? Tức là bằng 560 chia cho 20 bằng 28, như vậy kết quả cũng bằng 28. 560 à trên là 560, à 56 chia cho 2 bằng 28. Ở đây chúng ta thấy 56 chia cho 2 cũng bằng 28. Và một chữ số 0 tận cùng của số bị chia ta hạ vào bên phải thương được 280. B 45 chia 9 bằng 5. 450 chia 90 ta bỏ hai chữ số 0 tận cùng của số bị chia và số chia được 45 chia cho 9 được 5. 4.500 chia 90 Ta cũng bỏ hai chữ số 0 tận cùng ở số bị chia và số chia đi Được 450 chia 9 Ta lấy 45 chia cho 9 được 5 Và hạ chữ số 0 tận cùng của bên phải ấy, số bị chia vào thương Ta được kết quả là 50 32 câu C 32 chia 4 bằng 8 320 chia 40. Ta bỏ hai chữ số 0 tận cùng của số bị chia và số chia được 32 chia 4 bằng 8. 3200 chia 40. Đấy ta cũng bỏ hai chữ số 0 tận cùng ở số bị chia và số chia được 320 chia cho 4. Ta lấy 32 chia 4 bằng 8. Hạ một chữ số 0 tận cùng bên phải của số bị chia vào thương được 80. 3200 chia 40 bằng 80. Bài 2. Điền dấu lớn hoặc dấu bé vào chấm tròn. Chúng ta có 3 cột phép tính. Trước tiên, cột thứ nhất chúng ta có phép tính 38 x 6 ô trống 240. Ở đây chúng ta không cần nhân kết quả của cái vế ở bên trái mà chúng ta sẽ phân tích chúng ta sẽ phân tích 38 này nhân 6 ô trống 240 ở vế bên phải chúng mình thấy là số 240 thì bằng bao nhiêu nhân với 6 Đấy, với bên trái chúng ta có một thừa số là 6 Vậy thì có ta có 40 nhân với 6 40 nhân với 6, 40 nhân 6 bằng 240. 38 nhân 6. Đấy, bây giờ chúng ta thấy hai vế đều có thừa số 6, thấy không? 38 nhân với 6, 40 nhân 6, vì 38 bé hơn 40. Vậy cái vế bên trái này sẽ à bé hơn số vế bên bên phải, chúng ta điền dấu bé. Như vậy chúng ta điền dấu bé vào ô trống của phép tính thứ nhất. Tiếp tục, 64 x 8 ô trống 480. 64 x 8 ô trống 480. Cũng như trên, chúng ta sẽ phân tích 480 bằng bao nhiêu nhân với 8. Bao nhiêu nhân với 8? Chúng ta thấy là 6 x 8 bằng 48 Như vậy ta có 60 x 8 64 x 8 Hai vế đều có thừa số 8 phải không? Bây giờ ta chỉ cần so sánh 64 và 60 64 lớn hơn 60 Như vậy không cần tính Chúng ta cũng biết là 64 x 8 lớn hơn 480 Chúng ta điền dấu lớn Tiếp tục 45 x 6 ô trống 300 Ta phân tích 300 bằng bao nhiêu nhân 6 5 x 6 bằng 30 Đấy, 5 x 6 bằng 30 Như vậy chúng ta có 50 x 6 Vế bên trái là 45 x 6 Chúng ta chỉ cần việc so sánh 45 và 50. 45 bé hơn 50. Như vậy, chúng ta điền dấu bé. 45 x 6 bé hơn 300. 36 x 9. 360. 360 chúng ta phân tích bằng bao nhiêu nhân 9? 9.

83 nhân 7 ô trống 560 560 bằng bao nhiêu nhân 7? 8 nhân 7 bằng 56 như vậy ta có 80 nhân 7. So sánh với 83 nhân 7. 83 lớn hơn 80, ta điền dấu lớn. Như vậy ta điền dấu lớn vào ô trống.

So sánh với 78 x 5 78 bé hơn 80 Ta điền dấu bé 78 x 5 bé hơn 400 Như vậy ở bài tập 2 chúng mình không cần Thực hiện uh, tính kết quả uh, Của phép nhân mà chúng ta chỉ phân tích Một số thành tích của hai thừa số để chúng ta so sánh hai vế. Bài 3, đặt tính rồi tính. Ở bài 3 có câu A và câu B, mỗi câu có 4 phép tính. Trước tiên, chúng ta làm câu A. 92 chia cho 23. Cô giáo đặt tính. 92

Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia có hai chữ số, thì số bị chia chúng ta cũng lấy hai chữ số. Ta lấy 60 chia cho 51. Cô ước lượng thương được 1. 1 x 1 bằng 1. 0, không trừ được 1 lấy 10 trừ 1 bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 1 x 5 bằng 5, thêm 1 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 5,

5781 chia cho 47. Thực hiện chia từ trái sang phải, chúng ta có

8 không trừ được 14 lấy 18 trừ 14 2 x 7 bằng 14 Đấy. 8 không trừ được 14 Cô giáo lấy 18 trừ đi 14 còn dư 4 Nhớ 1 2 x 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9 10 trừ 9 còn

Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia có hai chữ số thì số bị chia chúng ta cũng lấy hai chữ số. Tức là chúng ta sẽ lấy 70 chia cho 23. Cô giáo ước lượng thương được 3 lần. 3 x 3 bằng 9. 0 không trừ được 9, lấy 10 trừ 9 bằng 1. Viết 1, nhớ 1. 2 x 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7. 7 trừ 7 bằng 0. Hạ 2 được 12. 12 chia cho 23 được không? Vì thương à vì số bị chia bé hơn số chia. 0 x 23 bằng 0. 12 0 bằng 12. Hạ 6 được 126. 126 chia cho 23 cô giáo ước lượng thương được 5 lần. 5 x 3 bằng 15.

Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia có hai chữ số thì số bị chia chúng ta cũng lấy hai chữ số. Vì 23 bé hơn 59. Như vậy ta lấy thêm một chữ số nữa là thành 236 chia cho 59. 236 chia cho 59, cô giáo ước lượng thương được khoảng 4 lần. 4 x 9 bằng 36. 6 không trừ được 36, cô lấy 36 trừ 36 bằng

Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia có hai chữ số, số bị chia chúng ta cũng lấy hai chữ số. 45 chia cho 78, không chia được vì số bị chia bé hơn số chia. Ta lấy thêm một chữ số nữa thành 454 chia cho 78. 454 chia cho 78, cô giáo ước lượng được khoảng 5 lần. 5 x 8 bằng 40,

Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia có 2 chữ số thì số bị chia chúng ta cũng lấy 2 chữ số. Ta lấy 11 chia cho 15. Không chia được bởi vì số bị chia bé hơn số chia. Ta lấy thêm 1 chữ số nữa là 115 chia cho 15. Cô giáo ước lượng thương được khoảng 7 lần. 7 x 5 bằng 35. 5 không trừ được 35. Cô giáo lấy cả

0, viết 0 như 3. 7 x 1 đồng 7 thêm 3 bằng 10, 10 10 bằng 0. 1.155 chia cho 15 được 77. 1865 chia cho 65 Chúng ta thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia có hai chữ số thì số bị chia chúng ta cũng lấy hai chữ số. Nhưng vì 18 bé hơn 65 nên số bị chia ta thấy lấy thêm một chữ số nữa là chữ số 6 thì được 186. 186 chia cho 65. Cô giáo ước lượng được khoảng 2 lần. 2 nhân 5 bằng 10. 6 không trừ được 10, lấy 16 trừ 10 bằng 6, viết 6 nhớ 1.

8 x 6 bằng 48. 48 nhớ 4. 48 nhớ 4 thì bằng bằng 52. 56 trừ 52 còn dư 4. 1865 chia 65 được 28 dư 45. Như vậy bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số trường hợp là chúng ta sẽ à, chúng ta đã à, nhân nhẩm tích nhân nhẩm tích riêng và chúng ta cũng trừ nhẩm luôn tiết một chúng ta dừng tại đây giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi cô chào các con